Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về Git trên Windows và các cái lệnh thao tác cơ bản với thư mục trong một cái dự án của Git. Ở bài này thì mình sẽ tiếp tục về Git và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về repository và brand. Thì repository là gì? Mình sẽ lấy một vài câu chuyện mình kể cho các bạn dễ hình dung, đúng không? Thì trước khi mà bắt đầu vào một cái dự án ví dụ làm về phần mềm đi chẳng hạn, thì team sẽ phải tiến hành để họp, đúng không? Sau khi vào họp thì sẽ đưa ra được cái Git flow. Thì Git flow là như thế nào thì ở bài trước các bạn đã được học ở bài 1, bài 2 rồi. Thì sau khi đưa ra được Git flow rồi thì mình sẽ phải quyết định tên cho dự án, đúng không? Thì tên dự án, ví dụ mình sẽ làm một cái website cho cái trang là tin học thuật là đơn giản.com chẳng hạn, thì mình sẽ quyết định đặt tên là tin học thật là đơn giản website, đúng không? Thì sau khi mình đã quyết định cái tên cho nó là như vậy rồi thì mình sẽ tạo một cái git repository cho nó. Thì git repository là gì? Nó là đại diện cho toàn bộ một cái dự án. Thì sau khi mà mình đã quyết định tên rồi thì mình sẽ đặt cái tên repository của mình cũng là tin học thật là đơn giản.com, và thống nhất cho toàn bộ các cái thành viên trong nhóm là cái repository Git của mình chính là tin học thật là đơn giản website, đúng không? Đấy thì hoặc là khi mà các bạn bắt đầu làm một dự án mới, đúng không? Thì các bạn đã biết về Git thì các bạn đã biết rồi. Thì các member trong nhóm người ta sẽ hỏi mình là sẽ được code sẽ được lưu trữ ở đâu chẳng hạn. Hoặc là những người đã biết về Git rồi thì người ta sẽ hỏi là hãy tạo ra một cái repository để lưu trữ source code trên dự án, đúng không? Đấy thì bằng cách nói nào thì cũng được thôi. Thì cái việc đầu tiên để làm một dự án là các bạn phải tạo ra một cái repository. Ok, thì mình đã liệt kê ra lý thuyết ở đây rồi. Đây, repository là gì? Là kho lưu trữ dữ liệu của một dự án, đúng không? Thì trong repository thì nó sẽ có hai loại, đó là local repository và remote repository. Thì đọc cả cái chữ repository này nó rất là đau mồm, nên bình thường ấy người ta sẽ đọc tắt là repo thôi nhé, người ta sẽ đọc là repo thôi. Thì repo thì nó sẽ có hai loại là repo local và repo remote. Thì local chính là ở trên cái môi trường của các cái bạn lập trình viên ấy. Mỗi một bạn lập trình viên sẽ có một cái môi trường là local, đúng không? Thì sau khi mà cái môi trường các bạn đã làm việc với ví dụ các bạn tạo ra các cái nhiệm vụ trong dự án của bạn, ví dụ như là tạo ra trang đăng nhập chẳng hạn, hoặc là có bạn thì tạo giao diện, bạn thì tạo đăng nhập, đúng không? Bạn thì tạo trang tin tức chẳng hạn. Thì sau khi mà các bạn đã thao tác ở dưới local xong rồi, khi các bạn thao tác ở dưới local là các bạn làm việc với local repo nhé. Đấy, thì sau khi mà thao tác với local xong rồi thì chúng ta sẽ phải đẩy lên remote repo để lưu trữ, đúng không? Thì cái remote repo này, ví dụ chính là ở cái bài trước mà mình đã nói cho các bạn rồi, nó chính là GitHub, chính là backlog, chính là GitHub này, backlog này, và Bitbucket. Đấy, đúng không? Thì để dễ hình dung hơn thì mình sẽ sợt một cái hình ảnh để mình giải thích thêm để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Git này, repository này. Rồi mình sẽ vào hình ảnh này. Mình sẽ tìm một cái ảnh về git repo. Đây. Ở đây nó có một cái nhìn cũng khá là dễ hiểu đây. Thì đây nó sẽ chia ra là local repository. Đây, những cái nhánh này chính là các cái nhánh để cho các bạn lập trình viên làm việc. Thì sau khi mà các bạn làm việc, ví dụ các bạn đã tạo ra code login rồi, ví dụ ông này tạo ra code login rồi, sau khi tạo xong thì sẽ đẩy lên trên remote repository này. Đây, thì cái cục ở giữa này nó chính là GitHub, nó chính là backlog, nó chính là Bitbucket, đúng không? Đấy, hoặc là ông này cũng vậy, sau khi làm xong rồi thì phải đẩy về dữ liệu lên kho tổng. Đây chính là kho tổng này. Kho tổng ở trên GitHub, đúng không? Đấy thì mỗi một member ở trong nhóm sẽ viết code
thì nó sẽ các bạn sẽ ngồi ở mọi nơi để các bạn viết code. Sau khi làm xong ở cái nhánh local Jibo rồi thì các bạn sẽ đẩy lên cái nhánh Jmod repository để lưu trữ. Ok, các bạn đã hiểu Jibo rồi đúng không? Tóm lại, Jibo là mỗi một dự án sẽ phải tạo ra một cái repository và tất cả các member phải tuân thủ làm việc trên cái repository đó. Rồi, mình sẽ đi. Thì trước khi mà các bạn làm việc với các cái lệnh trong Git đúng không? Thì việc đầu tiên của các bạn là các bạn bắt buộc phải tiến hành cấu hình Git nhé. Thì cấu hình Git như nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tại vì khi mà một cái file mà các bạn tạo ra ấy, nếu như các bạn không cấu hình Git thì nó sẽ không hiểu là cái tác giả của cái ông tạo ra Git là tác giả của tạo ra cái file đó là ai, hoặc là người thay đổi cái file đó là ai. Đấy, thì nếu như chúng ta không cấu hình Git thì chúng ta sẽ không biết được ai là người tạo ra cái file đấy đúng không? Tại vì bình thường trong một dự án thì có thể có cả nghìn người đúng không? Đấy, nên là mỗi một người sẽ phải có một cái tên và có một cái email. Đấy, thì khi mà các bạn đưa các cái file thay đổi lên trên cái Jmod, Jibo đó thì nó sẽ đính kèm theo cái tên của bạn. Thì mình sẽ biết được đấy là member nào đẩy code lên đúng không? Rồi, thì trước khi mà cấu hình Git thì ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài cái Git trên Windows rồi. Bạn nào chưa biết cài thì các bạn cứ bấm download cái Git trên Windows về thôi. Rồi các bạn tiến hành cài. Cài thì các bạn cứ bấm Next thôi. Đây, Next mặc định hết, không cần phải thay đổi gì hết. Rồi, mình cứ mặc định thôi. Next. Next thôi, ok. Có nhiều bạn lập trình viên ấy, nghe đến cái thuật ngữ là Jibo các bạn không biết. Thì khi mà các bạn vào một cái công ty ấy, nếu như là các bạn muốn là người mà mình tỏ ra là mình đã có kinh nghiệm rồi, kể cả các bạn mới đi làm đúng không, thì khi nói đến Git Jibo là các bạn phải biết ngay đúng không. Đấy, thì khi mà các bạn join vào một dự án đúng không, thì mình sẽ phải biết là cái Git Jibo đó nó ở đâu, thì mình mới có thể join vào dự án và viết code và đẩy lên cái Jibo đó đúng không. Rồi sau khi mà mình cài xong rồi đúng không, thì ở tại một vị trí bất kỳ nào đấy các bạn kích chuột phải lên này, thì các bạn chọn cho mình là Git Path Here này, thì nó sẽ ra một cái giao diện. Bình thường cái giao diện này nó sẽ nhỏ nhé, để mà thay đổi cái giao diện này nó to thì các bạn kích chuột phải lên đây, các bạn chọn Option cho mình. Đấy, các bạn chọn Option rồi ở cái mục là Text này thì các bạn chọn cho mình là thay đổi cái font size nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ thay đổi về font ASEAN chẳng hạn. Không có font này à? Trong đây nó không có cái font này luôn. Thôi. Ok, nó không có thì mình cứ để mà mặc định cái font của nó cũng không sao hết. Còn font thì các bạn bình thường nó rất nhỏ, nó chỉ để 9 này. Đây, nó để 9 này nhìn rất là đau mắt. Rồi, mình sẽ phải tăng cái font chữ lên để mình dễ nhìn hơn. Nhất là khi mà các bạn xem trên YouTube thì các bạn sẽ dễ theo dõi hơn và mình cũng dễ không phải hại mắt, có nghĩa là đỡ đau mắt hơn, đúng không? Rồi. Để cấu hình nó thì mình đã có các cái lệnh ở đây rồi, thì mình sẽ comment ở dưới bài viết thì các bạn lấy về các bạn dùng thôi. Thì nó sẽ có hai cái câu lệnh như này. Chỗ này là tên của bạn đúng không? Tên của bạn thì đây, tên của bạn thì các bạn phải đánh vào. Ví dụ tên của mình là Nguyễn Quốc Bảo chẳng hạn. Rồi email ví dụ như là ok, xong cái này thì mình các bạn chỉ cần copy hai cái lệnh này, các bạn paste vào đây thôi. Đấy. Thì nó đã tạo xong rồi, thì để chắc chắn là cái mình tạo xong chưa, các bạn đánh cho mình là lệnh git config. Đây, các bạn nhìn, đấy, username của mình là Nguyễn Quốc Bảo và email là bảo nguyễn gp.
a@gmail.com. Thì các cái file khi mà các bạn được tạo ra hoặc các bạn sửa thì nó sẽ đính kèm theo cái tên của tác giả. Đấy, cái tên tác giả chính là nó lấy ở cái config này ra này. Đấy, nếu mà các bạn không cấu hình cái này thì trong dự án có 1.000 người thì tôi chả biết là ai là người đẩy cái đấy lên cả, đúng không? Mình sẽ không biết được. Thành ra trước khi làm các bạn phải tiến hành git config. Rồi, đấy là git config. Tiếp theo mình sẽ đi đến repository. Thì khái niệm về repository thì mình đã nói cho các bạn rồi, đúng không? Nó sẽ chia ra làm local và remote. Local chính là ở máy develop các bạn, và remote chính là nơi lưu trữ ở trên một cái địa điểm mà mình đã thuê, ví dụ như là mình đã mua GitHub hoặc mua Backlog hoặc mua Bitbucket. Rồi mình đi tiếp theo. Thì vậy để tạo ra một cái repo ở local thì mình sẽ phải dùng cái lệnh nào? Đấy, thì lệnh thì mình đã liệt kê ra đây rồi. Đấy, đầu tiên ví dụ tại cái thư mục dự án này. Đây, tại thư mục dự án này các bạn sẽ vào git bat này. Rồi tại đây các bạn tạo ra một cái thư mục dự án, ví dụ như là mk này. Hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn lệnh này rồi, đúng không? Mkdir này, ví dụ tin học thật là đơn giản website chẳng hạn, đúng không? Rồi sau khi tạo ra cái thư mục này rồi thì các bạn cd để vào cái thư mục này. Hoặc bạn nào mà lười gõ lệnh này thì các bạn có thể tạo trực tiếp ở cái, trong thư mục project này, các bạn new folder. Ví dụ tin học 2 đi chẳng hạn. Rồi, các bạn vào thư mục này, tại đây các bạn kích chuột phải và các bạn chọn git path here thì nó cũng tương đương với cái lệnh lúc nãy mà mình đã thao tác thôi. Rồi, trong đây mình sẽ làm ở trong mình sẽ tạo một cái repo, nghĩa là trong cái thư mục này. Rồi các bạn chọn cho mình là git path here. Thì để tạo repo thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đánh cho mình là lệnh git init thôi. Rồi nó báo cho mình là nó đã initial một cái empty git, có nghĩa là nó đã tạo ra cho các bạn một cái repository là tin học thật là đơn giản đây rồi, đúng không? Git này. Đấy là nó đã tạo ra một cái, đã bắt đầu khởi tạo một cho bạn một cái repository rồi. Ok, thì mình sẽ đi cái tiếp theo, đó là sau khi mà có các cái repository rồi thì nó sẽ phải tạo ra các cái nhánh để làm việc trong đây, đúng không? Thì nhánh thì ở bài trước mình cũng đã nói đến rất nhiều rồi. Đây, mình đã liệt kê ra cái lý thuyết ở đây. Thì ở trong một dự án, đúng không? Ví dụ mình đơn giản là một cái dự án làm website cho tin học thật đơn giản đi. Thì nó sẽ phải chia ra các cái bộ phận khác nhau là front end và back end, đúng không? Đấy, front end thì ông phải làm thiết kế ví dụ như là CSS rồi HTML rồi JavaScript, đúng không? Rồi phía back end thì sẽ tiến hành xử lý code, ví dụ là tiến hành xử lý code login hoặc là tiến hành xử lý code để hiển thị tin tức, tiến hành xử lý code để gửi email. Thì mỗi một cái tác vụ đó nó sẽ phân chia ra một ví dụ như là member team member của bạn là lớn chẳng hạn, và dự án của bạn quy mô lớn, đúng không? Thì mỗi một cái task vụ đó mình sẽ chia cho mỗi một người, và mỗi một người đó sẽ tạo ra một cái brand riêng cho mình để làm việc. Thì cái brand riêng đấy nó sẽ, các bạn sẽ là độc lập và không bị dính dáng đến ai. Đấy, các bạn có thấy nó hay ở chỗ đấy đúng không? Mỗi một ông tạo thành một brand riêng và các bạn làm việc trên brand đó sẽ không bị ảnh hưởng đến ai hết. Như vậy thì tại một thời điểm ai cũng làm việc được, đúng không? Mà không sợ phải đụng chạm đến ai gì cả. Rồi thì đấy là git brand. Thì git brand thì ở bài trước mình đã nói cho các bạn là nó sẽ cần phải có các cái brand nào rồi. Đây mình đã liệt kê ra cho các bạn rồi. Thì mặc định của cái brand lớn nhất trong dự án thì thường nó sẽ là master. Và khi mà các bạn tạo ra một cái git repo khởi tạo thì nó chưa tạo ra cái brand nào hết, đúng không? Nó sẽ chưa có một cái brand nào hết. Chỉ khi bạn bắt đầu khởi tạo cho nó một cái file dữ liệu nào đó ở trong dự án thì lúc đấy bắt đầu nó mới khởi tạo ra một cái brand thực sự.
Rồi thì brand thì trong một dự án thì nó sẽ có rất là nhiều, ví dụ master. Master đúng không? Ở cái bài trước mình đã nói cho bạn rồi. Nó là một cái nhánh, mình hình dung nó là một cái kho tổng. Từ kho tổng này nó sẽ chia ra nhiều các cái kho con để cho các ông làm việc. Thì mỗi mỗi một cái kho con này nó là một cái nhánh. Đấy, và mỗi một nhánh này các bạn sẽ làm một cái tác vụ khác nhau. Ví dụ các bạn nhánh thì làm login, nhánh thì làm về CSS, HTML. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong rồi thì nó mới tiến hành mở vào các cái nhánh chung, ví dụ như là nhánh master này. Thì tất cả các cái nhánh con ở dưới đây ấy, là nó phục vụ cho các quá trình các bạn thao tác và làm việc với các nhánh. Và làm xong rồi nó sẽ đổ về một cái nhánh chung nhất để delete cho khách hàng. Đúng không? Thì ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn về git branch rồi. Đấy, ví dụ mình lấy một cái hình này đi. Đấy, ở bài trước mình đã chỉ cho các bạn rồi đúng không? Đấy, đây là nhánh master này, office này, delete này, develop này và feature. Cái hình này mờ quá. Đây mình lấy cái hình này. Bạn đợi một chút nó load lên. Cái hình này mờ thế nhỉ? Mà các bạn mình sẽ kiếm một cái hình khác nhìn nó rõ hơn. Ok, lấy tạm cái này đi. Đấy thì cái nhánh chung nhất là nhánh master đúng không? Rồi các cái chức năng ấy mà như mình nói trong một dự án ấy, ví dụ như là login hoặc là làm HTML, CSS thì nó sẽ là các cái nhóm tạo ra feature nhé. Đấy, từ master đây nó sẽ tạo ra một cái nhánh là nhánh develop, và nhánh develop này nó sẽ phục vụ ở trong cái team của các bạn để khi mà các bạn làm việc thì các bạn cứ lấy code từ nhánh develop này để các bạn tạo thành các cái nhánh feature. Mỗi feature này sẽ là một chức năng, và sau khi các bạn làm việc xong cái feature này rồi thì các bạn sẽ đưa cho ông leader, ông ấy review, ok thì lúc đấy ông ấy mới merge vào cái nhánh develop này. Rồi và nhánh develop này được test ok rồi thì mới triển khai lên nhánh delete. Nhánh delete này đưa khách hàng test, khách hàng verify ok rồi thì mới tiến hành merge code, có nghĩa là lúc đấy mới đẩy code vào cái kho tổng là kho master này. Và từ từ kho master này lúc này mình mới tiến hành delete thành sản phẩm thật, ví dụ đưa lên sản phẩm chạy thật là trang web tin học tập đơn giản.com, đưa vào chạy thật. Hoặc là đối với mobile thì lúc đấy các bạn mới delete cái sản phẩm của các bạn để đẩy lên Google Store hoặc App Store hoặc là Amazon Store đúng không? Rồi đấy là về brand. Rồi thì để khởi tạo một brand thì bắt buộc các bạn phải tạo ra một cái file đúng không? Đây ví dụ như là thì từ từ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái lệnh. Ví dụ mà các bạn lấy là git branch thì để nó sẽ list ra xem là hiện tại trong cái repo của mình có cái branch nào không. Đấy, hiện tại là không có đúng không? Đấy thì để tạo ra một branch thì các bạn phải tạo ra một khởi tạo ra một cái file. Ví dụ mình khởi tạo ra một cái file, mình tạo một cái file là intro. Ví dụ hướng dẫn sử dụng Git cho dự án. Rồi mình đặt cái file này tên là zip.me.txt. Rồi các bạn dùng ls để các bạn kiểm tra. Thì hiện tại mình đã có một cái file readme này rồi đúng không? Đấy thì cái file readme này bây giờ mình sẽ phải đưa nó lên cái branch master để cho nó khởi tạo ra một cái branch cho mình đúng không? Thì để đưa một file lên lên một cái branch thì các bạn dùng cái lệnh là git add này.
Bài sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết các lệnh. Bài này thì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ để cho các bạn biết được làm sao để nó khởi tạo ra một cái brain thôi, đúng không? Rồi các bạn sẽ zip me, các bạn đánh lệnh add rồi, thì nó sẽ tạo ra một cái chu trình để cho các bạn chuẩn bị. Và khi mà các bạn add này thì nó sẽ tạo ra thành một cái mốc hit story ở trong cái git của các bạn. Thì sau này các bạn truy tìm lại git hit story thì các bạn sẽ biết được là từ khởi đầu các bạn thêm bớt cái gì và ai đóng góp vào cái dự án của các bạn thì nó sẽ được thể hiện ra. Rồi lệnh tiếp theo là git commit. Ở bài sau thì mình sẽ giải thích rõ hơn về các cái lệnh này. Ở bài này thì mình sẽ đi nhanh để mình tạo, để mình demo cho các bạn thôi. Đấy, ví dụ mình commit thế này, thêm readme vào dự án. Thì các bạn comment cái này càng rõ thì càng tốt. Thì sau này các bạn truy lại history thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái bước này là nó thêm cái file readme này vào dự án. Rồi, các bạn enter. Đấy thì khi mà các bạn enter này thì bắt đầu nó đã bắt đầu tạo ra một cái dự án thực sự rồi này. Đấy, lúc này thì các bạn đánh cho mình là hit brain. Đúng không? Các bạn đã nhìn thấy chưa? Nó đã tạo ra cái dự án một cái brain master rồi. Ok, thì trên đây là cái bài mà mình đã hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu về Git repository và Git brain. Thì Zibo là nó sẽ đại diện cho toàn bộ dự án của các bạn, đúng không? Trong đấy nó sẽ quản lý toàn bộ các cái nhánh mà tất cả các member đóng góp và làm việc ra. Còn mỗi một brain thì nó có một cái nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ riêng như thế nào thì mình đã giải thích rồi. Đấy, mỗi một cái nhánh này và cái quy trình Git follow nó đi như nào thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Ok, thì trên đây là cái nội dung của cái Git repository và Git brain. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình là Tin học thật là đơn giản. Các bạn nhớ follow để khi mà mình ra các cái bài thì các bạn có thể tiếp cận được ngay nhé. Rồi, và ngoài ra mình còn một cái fanpage nữa, đó là Tin học thật là đơn giản. Thì mình sẽ hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở trên đây. Các bạn nhớ follow để ủng hộ hai cái kênh của mình, đó là trên YouTube và trên Facebook. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo về Git. Bye bye các bạn.